Vào ngày 11 tháng 5 vừa qua, Fuso đã chính thức ra mắt xe buýt Roza tại Việt Nam. Xe buýt Roza là sản phẩm đến từ Nhật Bản, sở hữu các tính năng tối ưu như an toàn, kinh tế, tiện nghi và đa dạng. Sau khi vượt qua nhiều khâu kiểm định chất lượng gắt gao của tập đoàn Daimler nói chung và Fuso nói riêng, xe buýt Roza đồng thời đã hoàn tất chặng đường chạy thử nghiệm với lộ trình lái thử dài 20.000 km từ Nam đến Bắc, được chia làm 3 giai đoạn: thử nghiệm xe, chạy thử với điều kiện xe không tải và chở đầy tải trong mọi điều kiện thời gian và trải qua các cung đường tại Việt Nam. Fuso Roza được trang bị động cơ tăng áp 4D34 2AT4 với 5 cấp số, mô men xoắn cực đại 370 Nm ngay tại vòng tua thấp 1.600 vòng 1 phút với công suất 136 mã lực bên trong, động cơ diesel 4 xi lanh giúp chiếc xe luôn đạt hiệu suất tối ưu, quá trình sang số êm ái tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Xe buýt Roza sở hữu thân xe dài nhất trong cùng phân khúc xe buýt cỡ trung với chiều dài 7.730mm, kết hợp cửa sau mở rộng, không gian nội thất với trần xe cao và ghế ngồi vô cùng thoải mái. Cấu trúc thân xe cứng cáp với chất liệu thép định hình kết hợp với các thanh gia cường trên thân xe, giúp trọng lượng nhẹ và độ bền cao. Hệ thống treo của xe Roza với sự kết hợp giữa các lá nhíp dài, hình dạng parabol cùng với giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng. Vỏ xe không ruột giúp nâng cao độ êm ái, thoải mái cho hành khách đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu. Buồng lái cung cấp một tầm nhìn bao quát, thông qua vị trí cửa trước tài xế dễ dàng quan sát mọi hoạt động bên trong, đảm bảo sự an toàn cho hành khách. Vị trí ngồi của tài xế và vô lăng được thiết kế làm tăng tính ổn định khi di chuyển trên những đoạn đường xa. Ngoài ra, xe buýt Roza được trang bị đầy đủ các trang thiết bị tiêu chuẩn, bao gồm thiết kế buồng lái, thiết kế khoa học, đai an toàn cho tất cả các ghế, ghế tựa tiện nghi, chỗ để chân rộng rãi, điều hòa không khí đa chiều, tay lái trợ lực, hệ thống phanh khí xả, thiết kế bảng điều khiển hợp lý. Xét về ngoại thất, xe buýt Roza với vẻ ngoài thân thiện được thiết kế khí động học cùng các đường dẫn không khí đạt tính hiệu quả cao, màu sơn tiêu chuẩn cao với 3 lớp, lớp phủ thứ hai và lớp sơn bên ngoài đặc sắc. Tại thị trường Việt Nam, thương hiệu Fuso giới thiệu đến khách hàng 4 phiên bản xe buýt Roza: phiên bản Business 29 chỗ, phiên bản Executive 29 chỗ, phiên bản Exclusive 22 chỗ và phiên bản School 53 chỗ dành cho trẻ em. Ngoài ra, xe buýt Roza có tổng cộng 8 màu tiêu chuẩn và 2 tông màu kết hợp đặc biệt. Một trong những cột mốc quan trọng của Fuso Roza chính là đơn đặt hàng lịch sử 100 xe buýt Roza đã được đặt mua bởi khách hàng đầu tiên là công ty Hoàng Hà. Việc công ty này quyết định đầu tư hơn 100 tỷ đồng, nâng cấp đội xe hiện đại thể hiện sự tin tưởng của công ty Hoàng Hà dành cho xe buýt Roza.